con người bước chung nhịp Chúa đưa và luôn được Chúa lắng nghe mong từng người đáp thưa. Xin thật lòng chia sẻ chí tâm thông hiệp với hội thánh. Xin Chúa giúp chúng con biết tìm theo ý Ngài trong tương quan với Chúa cũng như là với nhau, luôn luôn gặp gỡ, luôn luôn lắng nghe cùng nhau phân định. Đó là những việc chúng con phải làm để hiệp hành cùng sống đức tin và loan báo tin mừng. Cùng đi theo Chúa, muôn người bước chung nhịp Chúa đưa và luôn được Chúa lắng nghe mong từng người đáp thưa. Xin thật lòng chia sẻ chí tâm thông hiệp với hội thánh. Xin Chúa giúp chúng con biết tìm theo ý Ngài trong yêu thương bác ái hết mọi người chúng con, luôn luôn hiệp thông tham gia sứ vụ hội thánh nơi nơi, ghi lời Chúa dạy lắng nghe thánh thần, cùng một lòng mà đi với nhau làm thế giới tươi màu. Chuyên mục chuyện mỗi tuần: hãy tin vào điều tốt. Lời chúc Tết Nhâm Dần của Đức Thánh Cha Francisco, linh mục Giuse Ngô Mạnh Điệp, giáo phận Nha Trang. Lời khuyên nhẹ nhàng này là từ huấn dụ của Đức Thánh Cha trước kinh truyền tin trưa Chủ nhật thứ tư thường niên, ngày 30 tháng Giêng năm 2022, và cũng là ngày 29 Tết, nghĩa là chúng ta còn ở trong chút thời gian ngắn ngủi còn lại của năm Tân Sửu trước khi cùng nhau bước qua năm mới Nhâm Dần. Thế nhưng lời khuyên này lại được rút ra từ một sự kiện không mấy vui mà tin mừng Thánh Sử Luca ghi lại. Sự kiện không vui ấy là Chúa Giêsu trở về quê hương Nazareth, nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Ngày Sa-bát, Ngài vào hội đường, nghĩa là nhà thờ của giáo xứ Nazareth, và với tiếng tăm của Ngài, người ta mời Ngài công bố lời Chúa, cũng như có đôi ba chia sẻ mà ngày nay chúng ta gọi là giảng. Ngài công bố một trích đoạn trong sách tiên tri Isaiah nói về sứ vụ của Đấng Cứu Thế và kết thúc: hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh tai quý vị vừa nghe. Khán thính giả trầm trồ và tán thành những lời ân sủng từ miệng Ngài nói ra, nhưng họ lại rơi ngay vào não trạng tội nghiệp của người trần gian với câu hỏi rất trần tục về gia thế: ông này không phải là con Giuse đó sao? Thánh sử Matthew còn ghi chú thêm về nghề mộc của ông Giuse và nhắc đến tên bà Maria, mẹ Chúa, và cũng chỉ là một phụ nữ nghèo giữa những người nghèo khác trong thôn, trong xóm. Thái độ ấy của bà con cô bác trong nhà thờ xứ hôm nay đã buộc Chúa Giêsu phải đưa ra một nhận định và đã trở thành một thành ngữ: không có ngôn sứ nào được tiếp đón nơi quê hương của mình. Và Đức Thánh Cha chia sẻ: Chúa biết người dân của mình, biết lòng của họ, biết những rủi ro Ngài có thể gặp, và Ngài đã nghĩ đến việc bị từ chối. Thế nhưng không chùn chân, không ngại ngần, không do dự, Ngài vẫn vào nhà thờ và vẫn công bố lời Chúa, vẫn rao giảng sự thật. Đơn giản bởi vì Chúa không dừng và không thể dừng yêu thương chúng ta. Và lại, biết đâu giữa khối người nặng nề não trạng trần tục ấy vẫn không ít những người dù không lên tiếng nhưng vẫn rất mực khâm phục trong lòng, vẫn đón nhận lời và để cho lời hoạt động hầu có được một đời sống tốt hơn. Kể cả những lúc bị dìm, bị coi thường, bị phê phán oan uổng. Người viết có một sự thích thú là thích chọc cười những người chung quanh mình. Và trong những trường hợp có xích mích thì cũng tìm cách nói một câu gì đó để mọi người có thể cười
và mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn. Hình như anh em quanh mình biết được sự thích thú ấy nên đã lỡ mà có lần nào đó có lời nào không được hài lòng thì anh em cũng không để bụng. Ngược lại, cười xòa vì lão ta là như thế. Xin cảm ơn lắm lắm những anh em đã từng và vẫn còn chung sống với người viết. Đức Thánh Cha dạy rằng Chúa Giêsu yêu cầu bạn đón nhận Ngài trong thực tại hàng ngày mà bạn đang sống, trong giáo hội ngày nay như nó là, trong những người gần gũi với bạn mỗi ngày, trong sự cụ thể của người nghèo khổ, trong những vấn đề của gia đình bạn, của cha mẹ, con cái, ông bà. Hãy đón nhận Thiên Chúa ở đó. Và Ngài cảnh giác, có thể là sau nhiều năm là tín hữu, chúng ta nghĩ mình biết rõ về Chúa với những ý nghĩa, những nhận định của mình. Có nguy hiểm là chúng ta quen thuộc quá với Chúa Giêsu, trở nên đóng kín vào chính giây phút Ngài gõ cửa để nói với chúng ta một điều mới mẻ, để muốn gặp gỡ chúng ta. Chúng ta phải đi ra khỏi cái tôi này, ra khỏi việc bám chặt vào những quan điểm của chúng ta. Chúa yêu cầu một tâm hồn rộng mở và một trái tim đơn sơ. Khi một người có tâm trí cởi mở, một trái tim đơn sơ thì có khả năng ngạc nhiên. Chúa luôn làm chúng ta ngạc nhiên và đây là điều tuyệt vời của việc gặp gỡ Chúa Giêsu. Để kết thúc, Đức Thánh Cha xin với mẹ Maria mẫu gương khiêm nhường và sẵn sàng để mẹ chỉ cho chúng ta cách thế để đón nhận Chúa Giêsu. Thánh lễ Tân Niên Nhâm Dần năm nay, chúng phiên người viết chủ tế và suy niệm. Người viết chọn bộ các bài đọc sau đây bởi người viết tìm thấy ở đấy những hình ảnh đẹp và những lời khuyên hay. Hình ảnh đẹp về đời sống chung được tiên tri Isaiah vẽ ra thật tuyệt. Sói ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ, bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau, bò cái kết thân với gấu cái, bé thơ bò chơi bên hang rắn lục và thọc tay vào hang rắn hổ mang. Sách tiên tri Isaiah chương 11 câu 1 tới câu 9. Lời khuyên hay, hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, phải có lòng bác ái và xin ơn bình an của Chúa Kitô điều khiển tâm hồn anh em. Thư Côlôse chương 3 câu 12 tới câu 17. Yêu mến Thầy thì giữ lời Thầy, cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Thầy để lại bình an của Thầy cho anh em. Tin mừng Gioan chương 14 câu 23 tới câu 27. Tất cả là để trong năm mới này chúng ta sống tiêu đề đoạn viết hôm nay. Hãy tin vào điều tốt. Nhân dịp năm mới, Đức Thánh Cha cũng có lời chúc. Ngày 1 tháng 2 năm 2022, tức mùng 1 Tết Nhâm Dần, khắp vùng Viễn Đông cũng như nhiều nơi trên thế giới sẽ mừng Tết Nguyên Đán. Nhân dịp này tôi xin gửi lời chào thân ái và cầu chúc trong năm mới mọi người được bình an, sức khỏe và cuộc sống bình an, an lành. Linh Mục Giuse Ngô Mạnh Điệp, hẹn gặp lại. Chung nhịp Chúa đưa và luôn được Chúa lắng nghe mong từng người đáp thưa. Xin thật lòng chia sẻ trí tâm thông hiệp với hội thánh. Xin Chúa giúp chúng con biết tìm theo ý Ngài, bên nhau trông lên Chúa. Chúng con cùng đứng đây, xin Thánh Thần Chúa soi cho chúng con tròn đúng con đường. Chúng con yếu hèn, tôi tâm lỗi lầm, nguyện lời Ngài dìu đưa chúng con cùng chung bước lữ hành. Cùng đi theo
Chúa, muôn người bước chung nhịp Chúa đưa, và luôn được Chúa lắng nghe mong từng người đáp thưa. Xin thật lòng chia sẻ, chí tâm thông hiệp với hội thánh. Xin Chúa giúp chúng con biết tìm theo ý Ngài. Xin Chúa giúp chúng con biết tìm theo ý Ngài.